Đây là chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mang đến cho quý vị những thông tin được quan tâm trong ngày. Hôm nay, thứ năm, ngày 2 tháng 5, chương trình có những nội dung chính sau đây. Các thí sinh thi vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu được điều chỉnh nguyện vọng từ hôm nay 2 tháng 5. Giá xăng tăng gần 1.000 đồng một lít từ 16 giờ chiều nay. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức công bố thống kê nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 các hệ khóa thi ngày 2 và 3 tháng 6. Đây là căn cứ quan trọng để thí sinh điều chỉnh nguyện vọng phù hợp sau khi tham khảo chỉ tiêu và số nguyện vọng ở các trường. Ở hệ lớp 10 thường, trường Trung học phổ thông Gia Định dẫn đầu số nguyện vọng 1 với 1.712 nguyện vọng, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh chỉ có 630 học sinh. Ở hệ lớp 10 chuyên, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong dẫn đầu với số nguyện vọng 1 kỷ lục là 2.812, trong khi chỉ tiêu chỉ có 740 học sinh. Ở hệ tuyển sinh lớp 10 chương trình tích hợp, trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa dẫn đầu danh sách thí sinh đăng ký với 140 nguyện vọng 1, nhưng chỉ tuyển 70 chỉ tiêu. Theo quy định, từ ngày 2 tháng 5 đến trước 16 giờ ngày 8 tháng 5, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng. Năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra vào 2 ngày 2 và 3 tháng 6 với 3 môn thi là toán, văn, ngoại ngữ và môn chuyên hoặc môn tích hợp tùy theo nguyện vọng của học sinh. Nhằm khắc phục tình trạng tiêu cực gian lận trong thi cử tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã điều chỉnh bổ sung 5 điểm mới trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học cao đẳng năm nay. Theo đó, nội dung đề thi năm 2019 sẽ nằm trong chương trình Trung học phổ thông. Về tỷ lệ kết quả thi trong việc xét công nhận tốt nghiệp, 70% điểm trung bình các bài thi Trung học phổ thông quốc gia dùng để xét tốt nghiệp Trung học phổ thông, 30% điểm trung bình cả năm lớp 12, thay vì tỷ lệ 50-50 như trước đây. Cùng với đó, các trường đại học cao đẳng được điều động đến các tỉnh khác để phối hợp tổ chức thi. Bộ cũng quy định chặt chẽ việc sắp xếp phòng thi, thống nhất quy trình lưu giữ, bảo quản đề bài thi tại điểm thi và hội đồng thi. Các trường đại học phải đặt camera giám sát phòng chấm thi 24/24 giờ, nâng cấp phần mềm chấm trắc nghiệm. Việc chấm bài thi tự luận phải có hai vòng độc lập, trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo phải chấm kiểm tra tối thiểu 5% số bài thi. Các bài đạt điểm cao phải được chọn để chấm kiểm tra. Thông tin từ Liên Bộ Công Thương Tài chính, từ 16 giờ chiều nay, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng gần 1.000 đồng một lít với xăng và khoảng 350 đồng một lít với dầu. Cụ thể, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 985 đồng lên mức tối đa là 20.688 đồng, còn xăng RON 95 tăng 956 đồng lên mức 22.191 đồng. Giá mỗi lít dầu diesel 0.05S cũng tăng 311 đồng lên mức 17.695 đồng. Dầu hỏa tăng 363 đồng, giá bán mỗi lít là 16.625 đồng. Trong khi dầu mazut 180 CST 3.5S tăng 385 đồng 1 kg lên mức 16.002 đồng 1 kg. Mức trích lập quỹ bình ổn vẫn được giữ nguyên như hiện hành là 300 đồng 1 lít với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Như vậy, đây là lần thứ 3 liên tiếp giá xăng dầu được điều chỉnh tăng liên tục. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ tháng 5 này, lực lượng thanh niên xung phong sẽ thay thế các nhân viên quản lý trật tự đô thị, quản lý các bãi đậu xe ô tô dưới lòng đường đang tổ chức thu phí theo giờ. Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và kiểm soát thời gian thu phí nhằm thu đúng, thu đủ. Tại các bãi đậu xe, lực lượng thanh niên xung phong thay thế nhân viên trật tự đô thị của các quận 1, 5 và 10 thực hiện hướng dẫn tài xế ra vào các bãi đậu, sử dụng ứng dụng My Parking để thanh toán. Đến hết ngày hôm nay 2 tháng 5, Viettel sẽ hoàn tất cấp tài khoản trên ứng dụng My Parking cho lực lượng thanh niên xung phong để thực thi nhiệm vụ này. Bước đầu là hướng dẫn vị trí đậu xe, sau đó đúng theo cái vạch ô ở các cái công viên và những cái tuyến đường mà có thu phí. Chúng tôi cũng có xây dựng một kế hoạch để mà bố trí lực lượng trên 23 tuyến đường mà thành phố quy định đổ xe thu phí. Chủ yếu công việc từ ngày hôm qua đến hôm nay đó, đi tuyên truyền các tài xế để họ nắm bắt, hiểu rõ được cái nghĩa vụ và cái công việc của chúng tôi. Thành phố triển khai app để mà thu phí thì tôi thấy cái điều đó cũng thuận tiện, nhưng mà giá mà hợp lý lại xíu tốt, chứ còn 25 ngàn một giờ thì mắc lắm. Sau khi ổn định tổ chức thu phí sử dụng tạm lòng đường để đậu ô tô, Sở Giao thông Vận tải sẽ tổ chức đấu thầu để lựa chọn công nghệ phục vụ cho việc thu phí. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện công tác thu gom rác thải sinh hoạt do lực lượng dân lập đảm trách chiếm tới 60%. Tuy nhiên, phương tiện thu gom tại nguồn của lực lượng dân lập hầu hết còn thô sơ, không đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường.
Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt mục tiêu là đến cuối năm 2019, các quận huyện phải hoàn thành việc sắp xếp lực lượng thu gom rác dân lập theo mô hình hợp tác xã hoặc doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi của người tham gia thu gom rác, đồng thời kết nối với quy trình quản lý chất thải rắn của thành phố. Mỗi ngày, thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 9.000 tấn rác thải sinh hoạt, tăng trung bình từ 5 đến 6% một năm. Tuy nhiên, hiện đang tồn tại một số khó khăn trong vấn đề phân loại rác tại nguồn và sắp xếp lực lượng thu gom rác dân lập. Người dân có phân loại hoặc không phân loại ra thì 60% cái lượng rác đó cũng chảy lên một thùng. Theo Sở Tài nguyên Môi trường, hiện 24 quận huyện đang nỗ lực để đưa các tổ thu gom rác dân lập vào hợp tác doanh nghiệp và có 8 quận huyện đã hoàn thành mục tiêu này. Công ty Môi trường Đô thị thành phố cũng đã phối hợp với một số đối tác nước ngoài thử nghiệm thành công bước đầu dây chuyền phân loại rác và xử lý chất thải hữu cơ. Sau khi chúng ta lấy chất thải hữu cơ ra thì chúng ta tiếp tục là ủ khí để mà tạo ra năng lượng điện. Bùng của chất thải đó có thể tạo ra phân bón hóa lỏng. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2021, toàn bộ dịch vụ thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt được đấu thầu định kỳ nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường thành phố. Tiếp theo trong phần sau, Công an Bình Dương chặn đứng vụ đua xe trái phép trong đêm. Bắt tạm giam 8 đối tượng liên quan đến việc tổ chức đánh bạc ở Long Thành, Đồng Nai. Hôm nay, Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã chặn đứng một vụ đua xe trái phép tại khu vực đường Võ Văn Kiệt, đoạn qua phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Nhận được tin báo nhiều người tụ tập nẹp bô xe, lạng lách, chuẩn bị đua xe trái phép. Vào khoảng 2 giờ sáng nay, đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thủ Dầu Một đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường. Khi thấy công an, đám đông khoảng hơn 100 thanh niên đã tháo chạy, nhiều quái xế còn bỏ lại cả xe. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tạm giữ 5 đối tượng gây mất trật tự an toàn giao thông và tạm giữ 7 xe máy. Hầu hết các xe máy này đều được thay đổi hình dáng và kết cấu xe. Công an thành phố Thủ Dầu Một đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc. Cũng tại Bình Dương, hai chiếc xe máy đã tông vào nhau trên đường N6 thuộc khu công nghiệp Kim Huyên, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tai nạn đã làm 2 người thương vong. Vào khoảng 22 giờ tối hôm qua, xe máy mang biển số 83C144548 do Lê Lâm Luận, 26 tuổi, quê Sóc Trăng điều khiển, chạy trên đường N6 hướng từ thành phố Thủ Dầu Một về thị xã Tân Uyên. Khi xe vừa đi qua ngã tư dần nhau với đường Tạo Lực, bất ngờ xe của anh Luận lao sang làn đường ngược lại, tông vào xe máy mang biển số 67N141912 do một nam thanh niên điều khiển. Cú va chạm trực diện khiến cả hai nạn nhân ngã giang xuống đường, anh Luận tử vong tại chỗ, người còn lại phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cơ quan chức năng đã đến xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hôm nay, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, cầm đầu ổ đánh bạc này là Lê Tuấn Khanh, còn gọi là Khanh Philip, 34 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Theo hồ sơ điều tra, trong tháng 3 năm 2019, Khanh đứng ra tổ chức ổ bạc tại vườn trạm ở khu Kim Sơn, huyện Long Thành để thu tiền sâu. Hàng ngày, sông bạc của Khanh hoạt động từ 11 giờ đến 17 giờ và chủ yếu là chơi tài xỉu và đá gà. Khanh thuê nhiều đối tượng làm trọng tài trong các trận đá gà và cảnh giới. Mỗi ngày Khanh thu lợi từ sòng bạc số tiền lên đến hàng chục triệu đồng. Công an đã thu giữ gần 500 triệu đồng, 2 xe ô tô, 110 xe máy cùng các tang vật có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Giấu ma túy vào bao lì xì và cục sạc điện thoại, đối tượng Trần Hòa Hưng, sinh năm 1983, trú tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, vẫn không thể qua mắt lực lượng công an. Khoảng 11 giờ trưa nay, trong lúc tuần tra trên tuyến quốc lộ 91, lực lượng công an tỉnh An Giang phát hiện Hưng đi xe máy vào nhà nghỉ và có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở công an. Qua kiểm tra trên người và trong xe máy của Hưng có khoảng 30 gram chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá được cất giấu tinh vi trong các bao lì xì và cục sạc điện thoại. Ngoài ra, công an còn thu giữ 3 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Bước đầu, Hưng khai nhận tinh thể màu trắng là ma túy đá. Hưng mua với giá 3,3 triệu đồng ở Cần Thơ vào sáng cùng ngày. Sau khi chia cất giấu ngụy trang xong, Hưng mang đến nhà nghỉ thì bị bắt quả tang. Được biết, Hưng là đối tượng nghiện ma túy và từng có tiền án về tội cướp giật tài sản. Hôm qua, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Nhật Trường, sinh năm 1998, quê Hậu Giang, về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Trước đó, thông qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Nhật Trường, hiện đang tạm trú tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, có quen biết cháu N, sinh năm 2004, trú tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, và nảy sinh tình cảm yêu đương. Ngày 26 tháng 4, Trường từ Đồng Hới vào Bến Tre, rồi cùng với N đón xe khách ra Quảng Bình chơi. Tối ngày 28 tháng 4, Trường và N đã có quan hệ tình dục. Thời điểm xảy ra vụ việc, cháu N mới 15 tuổi 2 tháng 22 ngày. Sau khi nhận đơn trình báo của gia đình cháu N, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành xác minh, truy tìm, triệu tập Trường và cháu N để điều tra. Bước đầu, Trường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Quay trở lại mảng an toàn giao thông trong nước, một tai nạn giao thông vừa xảy ra chiều nay khiến hai mẹ con bị thương nặng nhập viện cấp cứu. Điều đáng nói là người cầm lái dù biết là đường cấm vẫn chạy xe vào và tai nạn là điều khó tránh khỏi. Khoảng 14 giờ chiều nay, anh Đoàn Phương Linh, 30 tuổi, chở mẹ là bà Trần Kim Dung, 51 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, trên xe máy chạy trên quốc lộ 1. Khi xe đến ngã ba 621 phường Đông Hòa, thị xã Giang, tỉnh Bình Dương, thì bị xe tải cẩu chạy cùng chiều tông trúng. Va chạm khiến xe máy cùng hai mẹ con anh Linh lao vào chiếc xe múc của một người dân đậu bên đường. Cả hai bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Sau tai nạn, chiếc xe tải cẩu không dừng lại nên đã bị các xe ô tô đuổi theo chặn giữ. Đây vốn là đoạn đường cấm xe máy lưu thông, dù đã có bản báo từ xa nhưng một số người vẫn không tuân thủ. Lực lượng chức năng thị xã Dĩ An đã đến xử lý hiện trường. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Những thông tin mới sẽ tiếp tục được cập nhật trong chương trình 60 giây sáng mai. Mời quý vị đón theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.